Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là sáng ngày thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019. Chúng tôi đang có mặt tại văn phòng của Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay tại đây tổ chức buổi hội thảo về vài nét độc đáo của tiếng Việt và giáo sư Nguyễn Trung Chánh là người diễn thuyết về chủ đề này. Xin chào giáo sư. Thưa giáo sư, chúng tôi có một thắc mắc là người Việt chúng ta hay nói là tiếng Việt rất đa dạng và phong phú, nhưng mà hôm nay giáo sư nói những nét độc đáo của tiếng Việt về cái chữ phong phú và độc đáo của tiếng Việt, nó có những điểm gì giống nhau và là khác nhau ở điểm nào, xin giáo sư có thể chia sẻ. Dạ thưa, kính chào quý vị khán giả. Để trả lời câu hỏi của anh thì cái mà phong phú thì làm cho tiếng Việt nghĩa là nó giàu thêm. Còn về cái chữ mà độc đáo thì có nghĩa là có cái gì nó hấp dẫn ở trong cái tiếng Việt. Thì cái tiếng Việt chúng ta mỗi từ, nếu chúng ta chịu khó khảo cứu nó, mỗi từ dù là bất cứ là nó là địa phương ngữ ở nơi nào trên khắp tổ quốc Việt Nam thì nó cũng có một cái độc đáo của nó, mà chúng ta phải làm sao mà truy nguyên của nó, coi nếu mà nó là thuộc gốc của từ chữ Hán ra, thì khi người Việt Nam ngày xưa bị bà Hán hóa, bắt buộc mình phải học chữ Hán, thì người Việt Nam chúng ta, tiền nhân của chúng ta rất là tài trí, biến cái chữ Hán đó thành ra tiếng Việt thuần túy. Chúng ta Việt hóa chữ Hán, nếu mà chúng ta xét thấy cái chữ Hán, cái hình tượng của nó thích hợp với nghĩa, với tâm tư tình cảm của người Việt Nam, thì chúng ta nhận cái chữ đó, Việt hóa nó ngay và phát âm của nó mà người Hán không bao giờ hiểu được cái phát âm của Việt Nam. Và nếu nó chưa đầy đủ thì người Việt Nam chúng ta kết hợp thêm những cái từ khác cũng là chữ Hán để tạo ra chữ Nôm. Thì khi mà tạo ra chữ Nôm như vậy, nó mang ý nghĩa của người Việt Nam hiểu. Và người Việt Nam chúng ta khi mà bị cái người mà Hán tới xâm lăng, đốt hết sách vở của chúng ta, bắt đi những người tài giỏi và những cô gái đẹp đem về bên Trung Quốc, thì người Việt Nam còn những gì? Việt Nam có những cái văn hóa của Việt Nam chứ. Nhưng mà người Việt Nam khéo dùng cái chữ Hán đó và khéo giấu giữ cái tư tưởng văn hóa cũng như là nếp sống dân tộc ở trong cái chữ nghĩa đó. Và hôm nay tôi với cái đề tài là vài nét độc đáo của tiếng Việt, tôi cố gắng để mà lột tả những cái mà hay, cái độc đáo của tiếng Việt, cái mà giấu giữ nằm ở trong tiếng Việt. Chứ không là chúng ta bị mang tiếng là đất nước của chúng ta có 4.000 năm văn hiến, mà đếm được bao nhiêu tác phẩm văn học, đếm được bao nhiêu sách mà về khoa học kỹ thuật đó, sáng chế những gì cũng không có. Và chúng ta thấy là những sách về tư tưởng triết học thì chúng ta không có. Nói là không có thì không đúng. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là những người hậu sinh, chúng ta phải tìm hiểu trong cái ngôn ngữ của chúng ta. Chính tiền nhân chúng ta đã dùng tài trí để giấu giữ cái tư tưởng đó, những cái hay ở đó, ở trong cái ngôn ngữ. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm cho ra, phải khảo cứu, tìm cho ra những cái hay đó. Nghĩa là chúng ta không cần phải viết thành sách, mà chúng ta đã có sách sẵn rồi. Từ những câu ca dao tục ngữ cho tới những cái bài thơ mà còn truyền tụng tới bây giờ, thì chúng ta thấy là cái nền văn minh của Việt Nam của chúng ta là một cái văn minh độc đáo. Nó cũng là phù hợp với cái đà tiến bộ bây giờ. Và chính vì vậy, cái huyết thống Việt Nam nó vẫn ăn sâu trong tâm hồn người Việt Nam. Ngày nay chúng ta thấy là chúng ta có những người tài giỏi, nổi tiếng trên thế giới. Đó cũng là nhờ những cái sự giấu giữ ở trong cái ngôn ngữ Việt Nam. Và chúng tôi
làm cái bổn phận này là muốn duy trì cái tiếng Việt và muốn giới thiệu cho cái người đã yêu mến tiếng Việt thì càng tha thiết hơn nếu mà thấy được cái nét độc đáo của tiếng Việt. Và những em nhỏ hậu sinh ở hải ngoại sẽ biết được những cái nét độc đáo đó, thấy tiếng Việt nó có cái gì đó hấp dẫn, tiếng Việt nó có cái gì đó giữ dấu ở bên trong đó, nó có những cái tư tưởng uyên bác, nó có những cái mà nó tư tưởng triết học mà nó phù hợp với cái văn minh tiến bộ ngày nay. Đó là cái điều mà chúng tôi mong lắm vậy. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn. Thưa giáo sư, có một câu hỏi ngắn nữa, giáo sư có thể cho biết cảm nghĩ của giáo sư về cái tình trạng sử dụng tiếng Việt ở trong nước. Dạ, về cái sử dụng tiếng Việt trong nước thì chúng ta thấy là cái tiếng Việt ở đâu, ở trong nước cũng như là ở ngoài nước đều là tiếng Việt cả. Chúng ta không phân biệt gì cả, chúng ta sử dụng nó. Bởi vì trong cái tiếng Việt nếu mà đã bị chính trị hóa thì nó sẽ có cái tuổi thọ của nó không tốt. Nếu mà cái chính trị đó không tốt, bởi vì ngôn ngữ nó phản ảnh, nó phản chiếu lại cái nếp sống của dân tộc, những cái diễn biến của xã hội, thì chúng ta không có sợ là tiếng Việt của chúng ta bị sử dụng bừa bãi. Qua cái bừa bãi đó nó cũng có tính cách là tạm thời mà thôi, xong rồi thì nó sẽ chết. Cái ngôn ngữ nó cũng giống như nó là một cái cơ thể sống, nó sống với chúng ta và chúng ta sống với nó, cùng sống chung. Và nếu là nó lỗi thời đi, nó không ăn khớp với cái thực tế thì lúc bây giờ nó bị đào thải tức khắc. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn sự chia sẻ của giáo sư và chúng tôi xin kính chúc giáo sư luôn được nhiều sức khỏe. Dạ, xin cảm ơn ông Phan Đại Nam và xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả của đài. Buổi hội thảo với đề tài Vài nét độc đáo trong tiếng Việt do Hội Giáo chức Việt Nam miền Nam Cali tổ chức đã được bắt đầu với phần ngỏ lời của cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Hội trưởng Hội Giáo chức và cũng là người điều hợp chương trình. Diệu Quyên rất là hân hạnh xin được có mặt ngày hôm nay và cũng trong cái tâm tình mời một trong những vị giáo sư mà Diệu Quyên được biết tới, đã tới với Hội Giáo chức vài lần trước đây như là một quan khách, nhưng mà ngày hôm nay ông đã nhận lời mời của Hội Giáo chức có mặt để mà cho chúng con cũng như là cho chúng em, cho giới trẻ sau này biết thêm về văn hóa Việt Nam. Trong cái tiểu sử của thầy thì em càng phục hơn nữa. Thầy sinh vào năm 1941 tại Sài Gòn và sau đó thì học theo Đại học Khoa học từ Sài Gòn theo khóa 23 trường Bộ binh Thủ Đức, và cũng như là phục vụ cho Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng là quản thủ thư viện đặc trách giảng dạy và luận lý học. Ông đi tù Cộng sản 6 năm và hiện nay thì đang định cư tại Mỹ theo diện HO-14. Ngày hôm nay, cảm ơn quý thầy cô hiện diện và chúng ta xin được chào đón một giáo sư luận lý học, quản thủ thư viện Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt, mà trình bày sơ về một vài nét độc đáo trong tiếng Việt. Ông đã bỏ công khảo cứu dựa trên triết học cũng như là ngôn ngữ học và dân tộc học, chính trị, văn hóa v.v. Và ông đã truy nguyên gốc tiếng Việt qua tiếng Hán cho đến tiếng Nôm. Kế đến là phần trình bày của giáo sư Nguyễn Trung Chánh. Sau khi ngỏ lời chào, giáo sư đã nói đến phương cách làm việc của ông về nghiên cứu tiếng Việt như phần ông đã nói trong cuộc phỏng vấn, và ông nói tiếp. Cái ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta mang theo đây thì là những cái ngôn ngữ của những cái xã hội đã qua rồi, mà cái xã hội, cái diễn biến xã hội bây giờ nó mới mẻ, nó thay đổi thì cái ngôn ngữ nó không dùng được. Chẳng hạn bây giờ quý vị nhở một cuốn Đại Nam Bất Âm Tự Vị của Quỳnh Tịnh Của ra, quý vị lấy những cái từ ở trong đó quý vị đem đi xài, bây giờ người ta cười và có khi người ta không hiểu nữa, là tại vì cái diễn biến xã hội bây giờ nó hoàn toàn khác với cái hồi và thời kỳ sơ khai mới bắt đầu mà gom góp tiếng Việt để làm từ điển. Thành ra bây giờ chúng ta phải đổi mới. Mà đổi mới thì không thể nào chúng ta không tránh khỏi có tính chính trị nằm ở trong đó. Bởi vì chính trị là một phạm trù sống của nhân loại. Chúng ta bỏ quê hương mang kiếp lưu vong là chúng ta cũng làm chính trị rồi. Do đó
chúng ta phải làm sao bảo vệ cái tiếng Việt của chúng ta. Chúng ta phải thấy được cái tiếng Việt của chúng ta nó hay ở chỗ nào. Thì con cháu chúng ta là, ồ hay quá, phải học tiếng Việt. Và chúng ta những người yêu tiếng Việt, và chúng ta thấy, ồ tiếng Việt hay quá, sao được xài hoài mà mình không để ý được. Nó hay cái chỗ đó. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi hội thảo với đề tài vài nét độc đáo trong tiếng Việt do Hội Giáo chức Việt Nam 15 Cali tổ chức và phần trình bày tiếp theo của giáo sư Nguyễn Trung Chánh với đề tài trên. Sau khi nói về phương pháp làm việc và nguồn gốc tiếng Việt có 50-60% xuất phát từ tiếng Hán, giáo sư bắt đầu đi vào chi tiết. Mời quý vị cùng tôi đi vào cái nhà Việt Nam. Và trong cái nhà Việt Nam đó, ngôn ngữ Việt Nam, những cái tiếng nói địa phương của người Việt Nam bên khắp nước, đó là cái gì? Được tượng trưng như là những cái bông hoa trăm hoa trăm sắc. Và thưa quý vị, tôi xin vẽ cái nhà Việt Nam. Thì cái ngôi nhà chúng ta là đây là cái cửa. Thì cái tiếng Việt của mình đó, nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn và độc đáo vô cùng giữa hai cái nền văn minh của nhân loại cho tới ngày nay, đó là văn minh Trung Hoa, văn minh của Hán thật và cái nền văn minh của châu Âu. Thì hai cái nền văn minh đó thì cái chữ viết của người Trung Quốc, cái chữ viết gọi là chữ Hán, thì cái chữ đó nó là chữ tượng hình. Đó, cho nên tôi phải vẽ hình đây. Là cái chữ tượng hình thì khi mình tìm ra trong cái chữ viết đó, mình nhìn vô mình thấy ý nghĩa ngay. Tại vì nó là cái hình ảnh nó dễ dàng cho chúng ta. Thì con người chúng ta ở trên cái địa cầu này, chúng ta sống bằng cái gì? Chúng ta sống bằng thanh và sắc. Thanh là quý vị nghe cái âm thanh, nghe âm nhạc. Người nào nghe âm nhạc cũng thấy mê ly hết, hoặc là thấy mình bị kích động mà. Thì cái đó là thanh. Và sắc là màu sắc. Nhưng mà sắc ở đây là chỉ những cái sự vật mà nó xuất hiện xung quanh chúng ta. Và cái vật này xin quý vị hiểu như là chữ things bên tiếng Anh. Tức là nó vật trừu tượng hay là vật cụ thể. Cái bàn, cái ghế, con người, con thú, vân vân, cũng đều là thiên hết. Cho nên người ta nói everything. Đó là chúng ta phải hiểu là nó là như vậy, chứ không phải là đồ vật mà thôi. Đó, thì nó không đúng. Thì chúng ta phải hiểu cho đúng cái từ của nó thì chúng ta mới khai mở được, chúng ta mới tìm ra được những cái độc đáo của tiếng Việt chúng ta. Thì bây giờ vẽ như thế này thì tiếng Hán nó sẽ như này. Thì cái này nó vẽ lại và nó đứng lại. Xin quý vị nào không thấy rõ thì có thể ngồi lên. Dạ. Thì nó vẽ cái này. Đó. Thì cái chữ này là cái cửa của nó. Thấy không? Cái cửa của nó. Rồi cái con người mà đứng như thế này mà giơ tay thì còn cái đầu với cái tay của mình giơ lại như thế này. Và tôi cũng chốc nữa tôi sẽ xin thưa quý vị, tại sao tôi làm giải tự không giống như là thuyết văn giải tự của Hứa Thận. Tức là ông Hứa Thận là một người Trung Quốc, ông đặt ra cái ông làm ra cái quyển thuyết văn giải tự. Thì cái quyển đó là gì? Là cuốn từ điển đầu tiên của người Trung Quốc, chứ không phải là Khang Hy từ điển đâu. Đây, thì bây giờ chúng ta thấy đây là cái người đứng giơ tay ra. Thì cái giơ tay đây quý vị còn nhớ là khi mà cái nhóm của Asia trước có ngày khi mà hát cảm ơn tôi, cảm ơn khắp nơi trên thế giới đã cứu giúp người Việt Nam, thì họ giơ chót, họ đưa cái tay lên. Đó là một cái lời cầu nguyện mà thiên nhiên lực. Đấy. Bây giờ đây quý vị thấy là đây là cái người giơ tay đó. Và đứng như thế này là đưa tay đứng mà một đầu xuống, thì quý vị thấy đáng thương hại không? Tôi làm gì quý vị thấy đầu xóa tôi quý vị thương hại rồi. Đã không? Đã xóa.
đây, cái người đó đứng để cái tài xuống, chéo cái tài này. Bây giờ đem cái người này mà đặt vô cái cửa thì nó sẽ là cái chủ đề của cái bài hát gõ cửa trái tim. Thấy không? Thành ra quý vị thấy đó là gõ cửa trái tim của nhạc sĩ Quỳnh Tân. Thì ông nhạc sĩ đó, quý vị lên YouTube thì có. Đó thì quý vị thấy. Đây là cái người đứng ở cái cửa rồi vươn tay xuống đây. Rồi ổng mới nói sao? Cái nhập đề của ổng nói là gì? Ổng gõ cửa trái tim. Tại vì ổng nghèo mà làm cái nghề nhạc sĩ. Thì ở Việt Nam á, là chỉ có đói không? Mà ổng lại, cái con người của ổng tác giả, tôi thấy ổng ở trên YouTube á, thì ổng cũng tự xưng ổng là xấu xí quá. Thành ra ổng yêu ai, có ai, ai đáp lại đâu. Thành ra ổng khổ quá, ổng phải gõ cửa trái tim. Và ổng đặt cái bài đó, ổng xuất thần, ổng đặt cái bài gõ cửa trái tim. Tuyệt quá đi. À, cái bài đó, cái câu nói đầu tiên là gì? Gõ cửa trái tim. À, rồi, vang em gì đó. Đã, tôi không có thuộc cái đó. À, quý vị lên YouTube kiếm câu nói cho tôi. Thì ổng nói gì? Làm cho mình thấy cái chữ này. Thì cái chữ này trong tiếng Hán Việt của chúng ta đọc là chữ mẫn. Chữ mẫn, chữ mẫn có nghĩa là thương hại, đáng thương, have mercy, hay là pity. Đó, thành ra ở đây thì có cái cô em mà học trò của tôi Nguyên. Cháu có thể cháu chủ dùng, tôi tiếng Anh dở lắm, tôi nói đàng hoàng. Rồi đây, đó là chữ mẫn đây, là có nghĩa là thương hại, là thương hại. Thành ra ổng hát cái bài đó lên để chi vậy? Ổng cầu xin cái cô kia thương hại ổng mà lấy ổng, chứ không có phải là yêu yêu ổng đâu. À, bây giờ ổng xấu xí mà ổng nghèo nữa thì ai yêu. Trong phần nói chuyện, giáo sư có nói tới nhà thơ Du Tử Lê với bài Khúc Thụy Du được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc. Tôi là ma không đầu. Tại sao ông nói ổng là ma không đầu? Cái đầu là cái gì? Cái đầu quan trọng ở chỗ con mắt và lỗ tai. Tại sao? Tại vì con người sống bằng thanh sắc, không có lỗ tai lấy gì nghe, không có mắt lấy cái gì mà nhìn, mà xem. À, thành ra cái lỗ tai là con mắt. Cho nên ổng nói ổng làm con ma, nghĩa là ổng sống giống như chết thôi. Tại sao? Ổng là một quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông ta kêu lên, ông ta nói là ông ta là ma. Ông ta kêu lên, ông ta là ma. Là không đầu, tức là không đầu, mình phải hiểu là không còn thanh sắc. Nếu mà trong cái tư tưởng của ông ta mà không như tôi trình bày, thì tôi hỏi lấy ai mà cho ông nổi tiếng thế giới? Lấy ai mà đưa thơ văn của ông vào văn học để dạy cho học sinh của các nước khắp nơi trên thế giới? Đó. Thì chúng ta thấy là một cái điểm đó là ma không đầu. Câu kế tiếp của ông ta là tôi là ma không bụng. Thì tôi là ma không bụng. Không bụng hả? Mình nói bụng là ăn, đói bụng thì ăn. Thế có gì mà ma, tại sao ma không bụng? Tại vì ông Du Tử Lê ông hiểu là người khắp nơi trên thế giới, người ta nói là lý trí thì nói tới cái đầu, mà nói tới tình cảm là nói tới con tim. Còn Việt Nam là lý trí là cái bụng. Rồi, tình cảm cũng bụng luôn. Cái gì cũng bụng hết. Về lý trí, suy bụng ta ra bụng người. Phải lý trí không? Lý trí. Rồi bây giờ đói thì ăn. Bởi vì con người thực tế, nói tới cái bụng là thực tế. Vì nó chứa thức ăn. Mà mình phải ăn mới sống được. Và cái đói á, nó ngự trị thế giới. Và tất cả triết học cũng đều nói cái đói là ngự trị thế giới. Cho nên Cộng sản mới nắm Bao Tử. Thành ra bảo mình làm gì cũng làm theo hết. Kính thưa quý khán thính giả, buổi hội thảo với đề tài Vài nét độc đáo trong tiếng Việt do Hội Giáo chức Việt Nam miền Nam Cali tổ chức với diễn giả là giáo sư Nguyễn Trung Chánh trong phần thuyết trình
Giáo sư đã dẫn chứng tiếng Việt qua những so sánh từ Đông sang Tây để thấy cái độc đáo của tiếng Việt, và từ đó chúng ta biết trân trọng những cái gì mà chúng ta đang có, đang sử dụng hàng ngày. Và chúng tôi xin chấm dứt phóng sự nơi đây với lời của giáo sư Nguyễn Trung Chánh. Mỗi một từ trong tiếng Việt của chúng ta, dù là đó là địa phương ngữ đi nữa, nó ở vùng đất nào của Việt Nam đi nữa, mà họ nói ra, họ phát âm ra, thì nói vẫn là tiếng Việt Nam. Nhưng mà nó độc đáo ở cái chỗ là mình dùng nó đúng lúc, dùng đúng cái hoàn cảnh, thì nó trở nên độc